Phương Mai Như Huỳnh mến chào cả nhà. Trước màn ảnh nhỏ thì cả nhà có thể thấy được hết tất cả cái cây mai giống bên vườn mai của Như Huỳnh luôn nha. Và đồng thời thì hôm nay có những cái loại giá rất là hữu nghị luôn nha cả nhà. Sẵn đây có một cái bông hoa cúc 7 tầng nó nở nè cả nhà. Em sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Thì bên vườn mai Như Huỳnh sẽ bảo đảm về cái chất lượng giống cũng như là mặt hoa cho cả nhà mình ha. Thì đây là cúc 7 tầng nha cả nhà. Cả nhà thấy là bông này cũng là bông gió thôi, bông gió thôi cả nhà. Nó cũng khoảng cỡ 3 ngón mấy, gần 4 ngón tay Quỳnh ha. Và đây là một cái bông gió thôi, cúc 7 tầng. Nó rất là đẹp cả nhà. Và cái đọt nó thì nó cũng đỏ ha. Nó đỏ, nó cũng đọt đỏ nha cả nhà. Nhưng mà cái lá nó dài dài. Rồi đây có một em nụ nữa nè cả nhà. Rồi đây là cái cúc 7 tầng ha. Và Quỳnh sẽ qua bên đây, Quỳnh giới thiệu cái giống cúc 7 tầng mà Quỳnh muốn giao lưu với cả nhà. Đây cả nhà, đây cúc 7 tầng ha. Thì hay là còn gọi là cúc tiên ong cả nhà. Loại này thì 250 một cặp nha, 250 một cặp. Đó, mướt mường mượt luôn cả nhà. Đây là trời đang mưa lâm râm luôn nè cả nhà. Và nhìn đang còn mưa lâm râm, lúc nãy mưa cũng lớn lắm cả nhà. Đây mùa ha, nhìn cây nó mướt lắm. Đây cả nhà coi cái bộ rễ nè. Tất cả bên cây bên vườn mai Như Huỳnh thì khi mà ghép á thì đều có là gốc quấn rễ, là đều xử lý, có nghĩa là mình đã quấn rễ từ nhỏ rồi, nuôi cây ghép á nó cứng cáp và rễ đẹp ha. Rồi cây này 250 một cặp nha cả nhà. Và ai lấy một cặp thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển 10 cây em tặng một luôn nha. Đó, nếu mà khách nào lấy bo đó thì chúng ta sẽ lấy một cây nó dài thường thường như thế này để chúng ta lấy bo. Cái này cũng tầm lấy được trong khoảng cỡ 5-7 bo đến chục bo nha cả nhà. Còn những cái cây này nó có chi nhánh như thế này nè thì về chúng ta không có lấy bo mà chúng ta tọng thêm cho nó thanh tốt hết cả nhà. Và rồi bên đây cả nhà, đây là vạn thọ cánh xăng. Thì cả nhà biết không, vạn thọ cánh xăng là bông hoa của nó nở phùng và nở cũng khá là đẹp luôn. Thì loại này chúng ta nên sưu tầm nha. Và 300.000 một cặp, em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển 10 cây em tặng một luôn ha. Có quấn rễ đẹp không mà cây khỏe nha, vạn thọ cánh xăng. Và nó đang rất là mướt, nó đang đi 2-3 cây đọt luôn cả nhà, 2-3 cây đọt luôn. Mướt lắm. Và rồi cái chột của nó rất là to ha, chột của nó là cỡ cây bút bi luôn cả nhà. Còn cái bo là to hơn cái ngòi bút nha cả nhà. Đó, em giới thiệu rất là tỉ mỉ ha. Và rồi bên đây một cái giống hoa hồng thanh tú. Hoa hồng thanh tú nè cả nhà. Ở cái đọt nó đỏ lắm, nó đỏ và hầu như là nó cũng khá là tốt luôn rồi cả nhà. Thì này là 350 một cặp nha cả nhà, 350 một cặp. Và hãy ai lấy một cặp thì em Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. Và rồi bên đây Quỳnh có một cái loại nữa, đó là cúc quý phi cả nhà, cúc quý phi của Quang Tống. Và loại này chúng ta lấy bo thoải mái luôn. Và hôm qua thì Quỳnh cũng mới vừa xịt chăm bông để dưỡng lá cả nhà. Có một số lá nó cũng còn xanh xanh luôn á. 250 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển ha. Rồi bên đây có hàng loạt những cái giống là rất rẻ luôn cả nhà. Đây cúc tư long nè, cúc tư long này có 70.000 một cây thôi cả nhà. 70.000 một cây ha. Rồi bên đây là đọt xanh nè cả nhà, 80.000 một cây. Đọt xanh này thì vip ơi là vip rồi, nhìn rất là tốt luôn. Rồi ba cây là ba cây em Huỳnh bao phí vận chuyển ha. Còn tư lâm thì 4 cây nha cả nhà. Đây đọt xanh nè. Rồi đọt xanh xong rồi tới đọt đỏ nha cả nhà. Đọt đỏ cũng 80.000 một cây luôn. Và cây nè, quấn rễ lò xo nè. Cây nó dài ơi là dài luôn á cả nhà, nó dài hường hược luôn á. Rồi loại này thì 80.000 một cây luôn, 3 cây bao phí vận chuyển. Rồi đây trân châu cả nhà, 80.000 một cây luôn, 3 cây bao phí vận chuyển. Mưa nhiều rồi, đợi cả nhà đợi em lấy cái nón đội lên cái. Rồi đây cúc vip nè cả nhà. Cúc vip ha, cúc vip hay còn gọi là cúc tri kỷ. Thì loại này là nó rất là vip bởi vì mặt hoa nó đẹp lắm cả nhà. Mặt hoa nó cực kỳ đẹp. Rồi 80.000 một cây luôn ha cả nhà. Đó, nó cao thường thường luôn. Nó cao tầm khoảng cỡ 40 mấy cm luôn á cả nhà. Đó. Rồi, ai lấy thì alo cho em nha, cúc vip nha. Khi mà chúng ta đóng vào mai phôi mai tàn, chúng ta phải lựa những cái cây nó khỏe và nó bo nó như thế này nè cả nhà, đóng vào nó mới ok nha. 80.000. Rồi bên đây Quỳnh có là không nhị hoàng huyết long. Cái lô này hôm nay nó già và nó cứng cáp và đang đi 2 cây đọt. Đó cả nhà.
Rồi loại này thì 80 ngàn một cây luôn ha. 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Tất cả các cái đế đều rất là đẹp cả nhà. Đó. Rồi bên đây 2 tầng bông đổi bông cả nhà. 2 tầng bông đổi bông. Đó, 80 ngàn luôn nha cả nhà. 80 ngàn luôn. Cây thì nó khỏe ha. Rồi bên đây cúc cam nha cả nhà. Cúc cam nè. Màu cam cà gót luôn. Trời ơi, nó có cái lò xo đẹp ghê luôn nè cả nhà. 80 ngàn một cây luôn. 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. Rồi. Và Quỳnh có một cái loại cúc cam trái bí nữa cả nhà. Cúc cam hình trái bí. Đây. 100 ngàn cả nhà, 100 ngàn một cây. 3 cây em bao phí vận chuyển. Còn có một cái loại tư long nè, gốc to nè cả nhà. Cành nhánh nó mập u u luôn. Quá trời cái cành nhánh luôn cả nhà. Cao 40-45cm. 100 ngàn một cây thôi. 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Cả nhà mình đóng mai phôi á, chúng ta ghép thôi, lựa chọn những cái cây như thế này cả nhà. Cây nào mà Quỳnh bảo đảm với cả nhà là nó to, nó khỏe là nhất định nó sẽ rất là to khỏe. Và nói chung trên thị trường thì giá cả nó rất là khác nhau. Nhưng mà quan trọng là cái cây gửi về mình tận dụng được, nó khỏe cả nhà. Và nó tốt quá, bộ rễ nó đẹp nữa. Khi chúng ta lấy bo rồi chúng ta giữ lại để mà chúng ta nuôi nó thêm thì nó khỏe ha. Rồi. Bên đây cả nhà, cúc 150 cánh, 80 ngàn một cây ha. Và ai lấy 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. À, mướt luôn cả nhà ơi, rất là đẹp. Nó đang đi 3 cái cơ đọt luôn nè cả nhà. Đó. 80 ngàn một cây. Bên đây Quỳnh có hoàng hậu nữa nha cả nhà. Hoàng hậu nữa. Hoàng hậu cũng 80 luôn. Đó, hoàng hậu nè cả nhà. Rễ quái ghê chưa. Quỳnh đang có cái lô rễ quái đó cả nhà. Đó. 80 ngàn xanh mương mướt. Rồi. Quỳnh qua bên đây nha cả nhà. Đây. Thọ hương chỉ có 80 ngàn thôi cả nhà. À thọ hương này 70 ngàn cả nhà. 70 ngàn một cây luôn. Và rồi mưa quá rồi thì Quỳnh tạm thời sẽ ngưng video ở đây nha. Quỳnh sẽ hẹn gặp lại cả nhà ở video sau ha.